Dạ, tại con thấy con cũng khỏe trong người rồi, con cũng muốn đi xe máy cho nó thoải mái. Dạ, con thấy đi cái này nó cũng tiết kiệm chi phí á chú. Con nghỉ con lần à chú, là lần đó con tắp vô ăn sáng rồi con nằm con nghỉ luôn. Trời ơi. Cái này chú xin coi coi. Đây, tao đứng lên này, đứng lên coi coi. Thấy trong người thế nào? Dạ thấy khỏe hơn lúc một lần chú. À. Uống thuốc nam rồi con có kèm theo cái thuốc mà của bệnh viện đưa, con uống con không biết sao nó nổi mụn lên rồi nó phù hai cái mặt. Bởi mình nói là đây là cái trường hợp đặc biệt ung thư máu mà uống cái thuốc này nha cô chú anh chị. Còn riêng về cái cách điều trị của cô chú anh chị hay là về Tây y mình cũng rất là ủng hộ nha. Tại vì đây là cái trường hợp ở trên kênh, có làm sao thì mình nói vậy. Để đó cũng được rồi Long. Kính thưa cô chú anh chị, hôm nay gặp lại cháu Long ở nhà của chị Bình đây cô chú anh chị ơi. Cháu Long hôm nay xuất hiện ở nhà chị Bình, cũng như là không có báo trước với lại GoFood với lại tất cả mọi người luôn. Long ơi, hình như là con lên trên đây rồi con mới gọi điện cho chú Sinh đúng không? Dạ. Con lên trên đây là bao nhiêu ngày rồi con? Dạ con lên được 2 ngày rồi chú. Là con đi xe máy lên luôn hả? Dạ. Ủa cái xe này hôm bữa là thấy nó màu đỏ mà. Thấy Dạ. cái dàn áo ngoài màu đỏ mà phải không? Dạ đúng rồi, cái dàn áo đó là của người ta cho con mượn gắn đỡ. Là một mình con là chạy chiếc xe đó từ ở dưới Hồng Ngự mà chạy lên trên đây luôn. Dạ. Con đi mấy tiếng vậy? Dạ con đi hồi 3 giờ sáng con tới cái chỗ hút thuốc là 9 giờ. À, là đợt này là con đi lên trên Bình Dương để con lấy thuốc. Dạ. Rồi con ghé lại bên nhà của mẹ Cát Tường bên đây. Dạ. Rồi con đi lên về rồi ở dưới là ba con biết không, với lại mấy gì đồ biết không? Dạ biết. Sao con không có đi xe dịch vụ mà lại đi như vậy nguy hiểm không? Dạ tại con thấy con cũng khỏe trong người rồi con cũng muốn đi xe máy cho nó thoải mái. Với lại con cũng có tính là khi nào con mệt á thì con sẽ vô con nghỉ. Là con nghĩ là bao nhiêu chập rồi khi mà lên tới đây? Con nghỉ con lần à chú. Là lần đó con tắp vô ăn sáng rồi con nằm con nghỉ luôn. Trời ơi. Người ta đi xe đò cũng được, xe đò người ta lên người ta nằm trên xe, cái xe cũng tới đây rồi mình đi làm chi mà bệnh tình như vậy con? Dạ con thấy đi cái này nó cũng tiết kiệm chi phí á chú. Rồi có chở theo bạn gái không? Dạ không, con đi có mình. Bạn gái con tên gì chú xin quên rồi. Như Rồi Như cũng biết con lên trên đây rồi phải không? dạ Rồi con đã lấy thuốc rồi luôn. dạ Mới đây mau quá ha, mới đây 1 tháng rồi. Cứ mỗi tháng là lên trên Bình Dương lấy thuốc. dạ Đây chú xin coi coi. Đây, tao đứng lên đây, đứng lên coi coi. Thấy trong người thế nào? dạ thấy khỏe hơn lúc một lần chú. Nhưng mà thấy làm như là con kiểu mà con bị phù đúng không? Bị Dạ sưng đúng phù, rồi, bị con phù. uống thuốc nam rồi con có kèm theo cái thuốc mà của bệnh viện đưa. Con uống con không biết sao nó nổi mụn lên rồi nó phù hai cái mặt. Thì con bị sưng như vậy là lâu chưa? Dạ cũng lâu rồi chú, cũng nửa tháng. Rồi con ăn uống là thấy được không? Dạ được chú, mấy nay tầm 1 tuần nay thì con ăn nhiều. Cái kỳ mà chú gọi điện qua bên Zalo á, thấy Dạ con là hình như là đang bị sốt rồi con có mặt. hò dạ Rồi giờ lúc đỡ đó rồi là hả? con cũng không biết bị gì nhưng mà hò nhiều lắm, với lại lúc đó mệt lắm, ăn vô là bị ói ra không có ăn được, cứ ăn vô là ói nên lúc đó mệt lắm. Kỳ này là ở trên đây là bao nhiêu ngày? Có công việc gì nữa không? Dạ chắc con thấy cái người con trên cái giò con á nó hay nổi mấy cái bầm bầm á chú. Con hỏi người ta thì người ta nói là chắc do thiếu máu nên chắc con đi kiểm tra máu rồi có thiếu máu gì thì con vô. Đâu đâu đâu, dở lên coi cho chú xin nó coi coi. nổi nó nổi ở trên đùi á chú, Sao mặc cái quần này mà nó cứ như vậy bầm bầm thì nữa chú. bị cũng mấy ngày rồi hả? Dạ cũng cả Hai tuần. chân luôn hả? Dạ Ở trên đùi là nhiều hơn không? dạ ở trên đùi thì nó nổi cũng vậy đó, mình đấm 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 nhỏ 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 vậy chứ.
Bữa đâu, dở con dở thử coi bên chân đây chú xin coi đây nè. Đốm nè, đốm nè. Hôm bữa có nổi trên tay nữa. Hồi nãy là con nói là con hỏi ai? Dạ con lúc đó con đi khám bác sĩ ở dưới á chú. Kiểu giống như là bác sĩ tư ở ngoài á, người ta mở phòng khám á thì con thấy con ho nhiều quá. Con đi khám ở đó bác sĩ nói cũng có do là nguy cơ do thiếu máu nên nó vậy. Nó dễ bầm. Với lại là gần sáng con cũng hay sốt ở dưới quê, gần sáng là con hay sốt. Ngoài cái việc mà đi lấy thuốc trong cái kỳ này thì dạ, con nán lại ít hôm để mà con kiểm tra, nếu mà có thiếu máu thì con vô máu rồi con mới về. Dạ. Vậy là đợt này con ở đây ít nhất là cũng khoảng cách cả tuần á, chứ dạ, không phải là 2-3 ngày đâu. Dạ. Rồi tính là tính xét nghiệm ở đâu? Con xét nghiệm ở bên quận 5 đó chút, ngay gần viện Chợ Rẫy. Phòng phòng khám tư hả? Dạ đúng rồi, con khám dịch vụ, con xét nghiệm dịch vụ rồi con có thiếu máu thì con vô Chợ Rẫy con vô máu luôn. Sao đợt này mà đi không nói là ba con đi theo? Dạ ba con nhập viện rồi chứ. Ủa bị gì? Ba con bị hô hấp á. Nuôi con rồi mệt quá. Cái con thấy con đi hút thuốc này con kêu ba con về bệnh rồi ba con nhập viện luôn. Là anh nhập viện lâu chưa? Dạ nhập viện nay cũng được mấy ngày chứ. Hình như là ba con bị bên bệnh xỉn hay bị gì phải không? Dạ đúng rồi, bị tắc nghẽn đường hô hấp. Rồi sao rồi, mấy bữa nay sao rồi, nhập viện thấy sao? Thấy cũng đỡ rồi, vô chổng người ta cũng có cho thở oxy thêm đó chú. Nên thở bình thường rồi, chắc cũng 1-2 ngày nữa bác sĩ cho thuốc rồi về. Rồi cũng ổn rồi ha. Dạ. Rồi có nhiều lần mà đi nhập viện như vậy không? Ba của con á? Dạ không, từ Tết tới giờ là mới nhập viện lần đầu. Chú này chú xin hỏi thiệt nha. Dạ. Là ví dụ như những cái lần mà chú sinh xuống nhà con á, chú sinh có gọi điện trước. Dạ. Thì ba con có nghĩa là ba con chăm cho con là ở đó suốt, hay là mỗi lần mà chú sinh xuống rồi ba con từ ở bên nhà mẹ kế là chạy qua? Dạ ba con thì ở đó với con suốt tới, nếu mà tới tháng á, nếu tới tháng mà lúc mà ba con đi lấy thuốc á thì ba con có về đi lấy thuốc rồi ba con cũng chạy qua với con. Thí dụ như là sáng mai đi lấy thuốc là chiều đó ba con làm đồ ăn sẵn cho con hết rồi là ba con về bển. Rồi sáng chưa ba con lấy thuốc rồi lấy thuốc xong rồi ba con lại chạy về bên đây với con. Chứ không phải là mỗi lần chú xin điện trước là ba con mới qua ha, là không. Dạ. Có ha. Dạ. Bây giờ nếu mà hai cha con có gọi điện nói chuyện thì nói chú xin gửi lời thăm sức khỏe cho ba nha. Dạ. Tại vì mấy lần vô cũng thấy thở bằng cái máy cái đó là tạo dung xong, xong á. Đi vô nhà ha. Dạ. Đi vô nhà đi nha. Dạ. Ở đây gió nhiều quá với lại là cũng hơi ồn. Dạ. Ủa ginh ginh nổi luôn hả? Xin lỗi bạn. Thôi chắc là thấy ghi hình đó nên là phụ á nha. Dạ. Thôi con khỏe mà. Được. Thấy con trai chưa khỏe mà không cho ginh mà. Ủa, thôi ở không đi cho nhờ. Ừ. Lên nghỉ thôi đi con. Dạ. Em lên trên phòng hả chị? Đi, đi, dạ. Ăn đi chị, em mới ăn. Vẫn ở cái căn phòng cũ. Căn phòng này là từ trước tới giờ là ở trong đây. Ủa là hết ở bên đây rồi hả? Bên đây có người rồi hả? Dạ không. Tại con ở giường của má hết rồi. À đúng rồi, giường này giường của cô Phụng. Có hỏi cô Phụng ở đâu không? Dạ cô Phụng má ba thì bây giờ về Củ Chi vậy chú. Sức khỏe cô Phụng đỡ không? Dạ cô Phụng nói cũng bây giờ là cũng đỡ rồi, đi được rồi nhưng mà phải dịnh tường. Ủa sao cô Phụng không ở đây mà cô Phụng đi Củ Chi, là quen ai trên đó? Dạ nhà con cô Phụng ở chính đó. À, tại sao lại mình lại hỏi cô Phụng á, cô chú anh chị? Thì lúc mà cháu Long mà nhập viện nằm viện ở trong bệnh viện ung bú á, thì cô Phụng cũng là một bệnh nhân ở nhà lưu trú. Thì cô Phụng là không có người thân, thì những lúc mà cô Phụng điều trị bệnh khỏe đó, cô Phụng đi vô trong bệnh viện, cô Phụng chăm cho cháu Long.
trước là cái vườn này ở đây, bây giờ cổ đi về Củ Chi, Long qua bên vườn của cô Phụng, Long gọi cô Phụng là má. À, những cái đồ mà con đem lên là đồ nào đâu, cho chú xin coi coi. Dạ. Có quần áo nhiều không? Dạ đó. Vậy là lên cũng có sự chuẩn bị rồi ha. Dạ. Là định là lên đây để truyền máu. Bóc thuốc. Như là đây. Con đem thuốc theo. Trường hợp này cũng gọi là đặc biệt ở trên kênh mình nha cô chú anh chị. À, cậu thanh niên này là bị bệnh ung thư máu này cũng 5-6 năm rồi. Là trong suốt khoảng thời gian qua là sử dụng cái loại thuốc này ở trên Bình Dương. À, những lúc nha, mình thấy rõ nha, còn cái này là mình kiểu là mình cũng không có kiểu là mình không có quảng cáo hay là nói về mình khuyến cáo là cô chú anh chị xài bên đông y hay thuốc nam gì nha. Nhưng mà những gì mà mình thấy và chứng kiến trước mắt á, là cháu Long á, là không có điều kiện để mà trị bệnh Tây Y. Rồi trong suốt khoảng thời gian qua đó thì Long là bốc thuốc rồi lấy thuốc này uống nè. À, những lúc mà Long mà uống thuốc này vô đó là lại khỏe. Lại khỏe nha cô chú anh chị. Trong cái khoảng thời gian mà mình làm cầu nói và cũng như là giúp đỡ cho cháu Long khi mà nhập viện trong bệnh viện ung bú á, là suốt khoảng thời gian khoảng gần 1 năm là Long lười biếng không có uống cái thuốc này, nên là Long không có khỏe. Nên là thời gian ở giai đoạn trước đó là có hỗ trợ cho Long vô trong cấp cứu. Và khi mà cháu nó về nhà thì bây giờ uống thuốc này lại như mọi người thấy ha. Đó, đợt trước đó bác sĩ nói làm sao rồi người nhà nói sao sao cô chú anh chị theo dõi thì cũng biết. Đó, cháu nó uống nhưng bây giờ cháu nó tự chạy xe ở trên ở dưới Hồng Ngự chạy lên trên Sài Gòn này luôn đó. Cái thuốc này trước kia là thuốc này là không có lấy tiền. Dạ. Nhưng mà sau đó thì ở địa phương đó thì người ta nói là cũng phải lấy cái tiền công hoặc là cái tiền sắt gì đó thì dạ, chỉ lấy để mà cho có thôi. Dạ, chứ cái thuốc này không có lấy tiền nha cô chú anh chị. Long theo ông thầy ở trên Bình Dương này cũng 5-6 năm rồi hả Long? Dạ. 5-6 năm rồi đó. Rồi con bây giờ con cũng tự con nấu thuốc rồi tự con uống luôn, không có nhờ ai giúp đỡ ha. Dạ, thường thì ba con nấu cho con. Nấu ở trong cái siêu ha. Dạ đúng rồi. Ở trong cái tờ giấy này nó cũng có hướng dẫn nấu á chú. Bởi mình nói là đây là cái trường hợp đặc biệt ung thư máu mà uống cái thuốc này nha cô chú anh chị. Còn riêng về cái cách điều trị của cô chú anh chị hay là về Tây Y mình cũng rất là ủng hộ nha. Tại vì đây là cái trường hợp ở trên kênh, có sao thì mình nói vậy. Long đưa cho cái giấy hướng dẫn này ha. Một thang sắc 2 lần, còn lại 4 chén còn 8 phân. Uống 2 lần buổi sáng và chiều sau khi ăn. Dạ. Bao nhiêu đây là con uống được bao nhiêu ngày? Dạ, như đây là 1 tháng đó chú. Mỗi tháng là lên gặp thầy, thầy sẽ bắt mạch rồi dạ, cũng như là đưa thuốc cho mình. Ngoài ra là con cũng có uống thuốc tây nữa hả? Dạ. Cái thuốc này là công dụng nó như thế nào con? Cái này là thuốc mỗi lần là bác sĩ đưa cho con là ở trong bệnh viện. Con này là con mua ở bệnh viện ở dưới. Cái này là thuốc bao tử. Rồi thuốc ho, thuốc viêm phế quản, cái thuốc sốt chú. Ở cái kỳ vừa rồi cô chú anh chị cũng thấy ha, rất là lo lắng cho cháu Long. Rồi mọi chuyện thì mình cũng đã nói sự thật hết lại cô chú anh chị các khán giả ha. Hết tất cả về bệnh tình cháu Long. Thậm chí là ở trong bệnh viện họ cũng không có tiếp nhận về cái trường hợp này. Hôm nay thấy là cũng tương đối là cũng đã đỡ. Nhưng mà về cái sắc diện, về cái sức khỏe thì mình thấy là đỡ. Nhưng mà về cái sắc diện thì mình thấy là cũng chưa có được tốt. Mặt thì như bị thiếu máu, bị phù. Với lại da thì hơi vàng. Da hơi vàng về cái phần mặt hơi vàng hơn cái phần thân ha. Ăn uống thì cũng được, hồi nãy thấy ở dưới ăn cũng 2 tô luôn. Dạ. Suốt khoảng thời gian qua ở dưới Đồng Tháp đó thì việc mà sử dụng tiền như thế nào nói chú xin nghe. Dạ, đợt đó chú xin đưa con xuống là 11 triệu rưỡi là tiền đó con để dành ăn uống. Chứ tới lúc mà con hút thuốc đó là đi về là hết gần 5 triệu chú. Rồi còn dư được khoảng 4 triệu. Là bữa chú có gọi hỏi thăm con á,
là con nói còn mấy triệu là còn dư được 4 triệu đó. Nhưng mà sau bữa đó là con bị ho nhiều quá, rồi con mệt đó, nên con đi khám bác sĩ rồi tiền thuốc này nọ nữa, cái tiền nó mau hết. Đợt trước đi gần 5 triệu thấy cũng ổn ha, tại vì có dạ. Xe dịch vụ. Tại vì người ta đợi mình đó chú. Rồi người ta đợt phải đợi mình nên là tiền xe rồi ăn uống là hết 4 triệu rồi. Rồi tiền hút hút của con với ba con nữa. Rồi giờ trong người còn bao nhiêu tiền? Giờ trong người bữa con đi lên con mượn là 2 triệu của mợ Sáu. Bây giờ trong người con bữa con hút thuốc về là còn dư được 500. Rồi mấy bữa nay là cô chú cũng có cho nên tiền ăn uống bây giờ trong túi hình như được 700 mấy. Lên trên đây có người cho hả? Dạ mấy cô chú Mạnh Thường Quân đó chú. Ghé có ghé cho nên bây giờ trong túi còn 750. Rồi khi nào con đi qua bên quận 5 để con làm xét nghiệm máu? Dạ chắc mai mốt gì chú. Đợt trước là xét nghiệm bao nhiêu tiền con? Đợt trước là con xét nghiệm máu rồi gan đồ này nọ luôn là 1,5 triệu. Chưa tính cái tiền mình vô máu ha? Dạ đúng rồi. Tại vì bữa con xin chuyển tuyến là nó chuyển tuyến qua Chợ Rẫy. Nó dưới huyết học con mà chi phí bên Chợ Rẫy rẻ hơn nên con kêu nó chuyển qua Chợ Rẫy. Chắc chắn là còn thiếu tiền. Dạ. Thì để chú xin trích ra một ít chú xin gửi cho con để mà con đi làm xét nghiệm với lại con chuyển máu nếu mà có thiếu máu nha. Dạ. Lấy là bao nhiêu được? Dạ, con cũng không rõ nữa. Nhưng mà chắc đợt này cho con xin lấy nhiều tại vì chú xin cũng không có thời gian rảnh ít xuống con nên con cũng xin lấy nhiều để con để dành để đợt sau con đi hút thuốc. Đợt sau là có nghĩa là một tháng nữa. Dạ. Đúng một tháng nữa lấy thuốc nam này đó hả? Dạ. Với lại ăn uống hàng ngày á chú. Là khoảng bao nhiêu? Là khoảng chú cho con lấy 20 triệu. 20 triệu là cho 2 tháng luôn hả? Dạ. Là con có biết con... là chú còn giữ cho con bao nhiêu không? Dạ 55 triệu. 55 triệu. Bây giờ là con lấy xin lấy 20 triệu. Dạ. Rồi cái vấn đề thì con yêu cầu con lấy 20 triệu để mà có thể là sử dụng cho tháng sau luôn. Dạ. Cái này cái yêu cầu của con. Nhưng mà thật ra thì chú xin thấy là con nhận cái khoản tiền này nó hơi nhiều. Nên là chú xin sẽ không có đưa con 20 triệu đâu. Cái này chú xin nói thật lòng, không chưa chịu. Nhưng mà chú xin sẽ đưa cho con trong ngày hôm nay để mà con đi qua bên quận 5 con xét nghiệm và có nếu thiếu máu thì con vô máu thì cái khoản tiền chú xin đưa này nó sẽ đủ trong cái khoản. Nhưng mà chắc chắn chú xin sẽ không đưa con 20 triệu. Dạ. Tại vì bây giờ nó cũng dễ. Người con cũng có số tài khoản phải không? Dạ. Thí dụ như có cần thì chú cũng chuyển khoản qua thôi chứ không có gì hết. Nhưng mà đưa 20 triệu là không được tại vì lý do thực sự là 55 triệu của con á mà đối với cái bệnh tình ung thư máu của con á nó chỉ gần ví dụ như có một cái sự cố gì hay là một lần vô thuốc, hai lần vô thuốc á hoặc là có sự cố gì đó thì nó cũng hết 55 triệu đó. Chú xin không muốn á là khi mà con sử dụng gần hết cái khoản tiền rồi con gặp sự cố á thì chú xin lại đi kêu gọi hoặc là đi chạy đôn chạy đáo để mà giúp con. Chú xin chỉ muốn là những lúc mà con gặp thật sự khó khăn á thì sẽ sử dụng cái khoản tiền, tránh cái trường hợp giống như là những năm trước. Những năm trước đó, cái đợt sau này là cái tiền 55 triệu này là cái tiền đợt sau chứ thật ra cái tiền đợt trước đã sử dụng hết rồi. Nó 55 này là đợt sau. Và cái bệnh ung thư máu thì con cũng biết. Nhưng mà chú xin sẽ giúp con trong cái kỳ này để mà con đi xét nghiệm với lại con vô máu. Để chú xin tính toán coi. Thì bây giờ chú xin nói như thế này nha. Chú xin tính cũng nó cũng hợp lý đó. Thưa với lại cô chú anh chị á, nếu mà các Mạnh Thường Quân mà thường đồng hành cùng với lại trên kênh GoFood khoảng thời gian dài đó và cũng như là cũng có những cuộc nói chuyện với lại anh Duy ở trưởng nhóm cũng như là trong nhóm GoFood thì cũng biết thì mấy anh em trong nhóm rất là muốn các cô chú anh chị có thể là liên hệ trực tiếp hoặc là hỗ trợ trực tiếp với lại các bệnh nhân để có thể là thứ nhất là có cái nói chuyện nó rõ ràng hơn rồi cũng như là biết thêm hoàn cảnh hơn với lại là cũng đỡ một phần cho tụi em về cái việc mà nhận tiền. Thực sự là để mà nhận tiền và giữ tiền cho cái hoàn cảnh đó
nó cũng áp lực, về vấn đề và cũng như là về cái phía mà những khán giả trên kênh, nhiều khi họ lần đầu hay là lần thứ hai họ theo dõi nên là cũng chưa có tìm hiểu kỹ về cái cách làm ở trên kênh. Thực sự là tụi em nhận những cái khoản tiền và giữ cái khoản tiền rất là áp lực. Đối với trường hợp của cháu Long như vậy thì chú Sinh sẽ nói ha. Hôm bữa chú Sinh có giữ của con là 55 triệu và với cái lời dặn của các mạnh thường quân á, là để những lúc mà con có đau yếu hoặc là liên quan tới sức khỏe của con thì mới tính nha, còn việc cá nhân thì không có tính được. Con có yêu cầu với chú Sinh là 20 triệu nhưng mà chú Sinh không có đồng ý, nhưng mà chú Sinh sẽ gửi cho con là cái khoản tiền là 8 triệu đồng. Dạ. 8 triệu đồng trong cái kỳ này. 55 triệu chú Sinh sẽ trích ra là 5 triệu gửi cho con. Và gần đây nhất á, chú Sinh có nhận được cái khoản tiền là 3 triệu của một mạnh thường quân ở trên kênh. Yeah. Thì chú Sinh sẽ nhập vô cái tiền là 3 triệu với lại tiền 5 triệu đó. Thì chú Sinh gửi cho con là 8 triệu thì chú Sinh sẽ còn giữ cho con là 50 triệu. Yeah. Đây. Chú Sinh gửi cho con 8 triệu. Cái 3 triệu khi nãy mà chú Sinh nói của một mạnh thường quân gửi sau này đó. Dạ. Là một người tên là Cao Lý Ái Hữu ở khu Trung Sơn Bình Chánh. Dạ. Gửi 3 triệu đồng với lại là 5 triệu chú Sinh trích ra từ cái khoản tiền 55 triệu nha. Chú Sinh gửi con 8 triệu nè. Con đếm giùm chú Sinh coi. Dạ. Rồi con cảm ơn giùm chú Sinh đi con. Dạ con cảm ơn chú Cao Lý Ái Hữu đã gửi cho con số tiền 3 triệu để con chữa bệnh. Cảm ơn. Con gọi là cô chứ không phải là chú. Dạ cô. Đúng rồi. Chú Sinh gọi là chị Cao Lý Ái Hữu ở khu dân cư Trung Sơn, huyện Bình Chánh ha. Dạ. Nhiêu đây là chắc là đủ đó nha, là dư đó, chứ không có thiếu đâu. Dạ. Chị Bình, em nhờ chị cái. Long thì nói là có yêu cầu là lấy 20 triệu. Thì em mới nói là sao mà lấy nhiều vậy. Thì Long nói là để cho tháng sau luôn. Nhưng mà em không có đồng ý. Thì em chỉ có đưa cho cháu là 8 triệu. Trong cái kỳ này là cháu đi xét nghiệm máu. Và nếu mà có thiếu máu á, là vô máu. Rồi cái tiền mà cháu vừa nợ ở dưới gì ở dưới là 2 triệu. Tại vì cháu nói là tháng qua là cũng tốn tiền. Đó. Thì nhiều khi em nói rồi cái Long nhiều khi nó không hiểu em hoặc là buồn hay gì đó rồi. Chị nói giùm em chị. Mẹ không nghe dù con nói lấy tiền luôn á. Dạ. Con lấy tiền làm gì vậy? Thì con lấy con để dành cho tháng sau nữa mà. Tại vì mỗi lần đi, mỗi lần khó, chú Sinh cũng vậy. Cũng... Em mới nói là giờ tiền bạc dễ lắm, chuyển khoản. Khoản, chứ gì chú Xin chuyển khoản con. Dạ. Sợ nhiều khi cái... Ủa là cuối cùng con dự định ở đây với mẹ hay là con về quê? Dạ, con về quê. Con về quê. Dạ. Ừ, rồi ở nhà có một mình rồi tiền bạc cũng ấy lắm, thôi kệ đi. Chú Xin giữ rồi có gì giả sử con cần cái gì á. Thì con alo chú Xin chuyển khoản cho con ha. Dạ. Nói chung cái này là chú Xin cũng muốn tốt cho con. Dạ. Có buồn không? Dạ không, con bình thường. Chứ nãy em cũng có phân tích con nói nha, chứ bệnh ung thư máu thì nó biến chuyển đâu có biết được. Xin còn nhiêu tiền, Long còn nhiêu tiền cưng? Hồi nãy em gửi cho cháu là 8 triệu thì em còn giữ cho cháu 50 triệu. Chứ bây giờ lấy 20 triệu rồi còn có ba mấy à. Ví dụ em nói nãy em nói lại là bệnh tình của cháu diễn biến đâu có biết đâu chị. Mà lỡ mà vô trong bệnh viện mà số tiền nó vượt quá gần 50 triệu thôi, cho 50 triệu là tiền đâu mà có. Nên là mình phải có cái sự chuẩn bị trước tiền bạc. Tiết kiệm càng mức tốt nhất có thể. Là cái tiền chú Xin đưa rồi cộng cái tiền của con á, là trong túi giờ còn được nhiêu tiền nè? Dạ 750. 750 với 8 triệu chú Xin đưa ha. Dạ. Là 8 triệu 750. Ờ mẹ biết rồi. Mẹ đang suy nghĩ. Dạ. Mẹ đang suy nghĩ coi
Thuốc thì một tháng con mới đi lấy một lần đúng không? Dạ. Lần lấy tiền thuốc là nhiêu con? Một lần nếu mà con đi xe máy thì khoảng 2 triệu. Mà anh đi xe bao thì khoảng 4 triệu. Đi qua bên truyền máu huyết học hả? Dạ không, con xét nghiệm ở bên phòng khám ở bển rồi con qua Chợ Rẫy. Tại vì ở dưới nó chuyển lên Chợ Rẫy, nó không có chuyển qua bên đây. Ủa tại sao con không qua chuyển qua ông bố? Nó không chịu, nó kêu là... Giấy tờ bệnh nhân con là ông bố mà, con đưa cái tờ giấy hôm bữa xuất viện ra. Nó cũng không chịu, nó cứ kêu là bây giờ là chỉ chuyển, một là Chợ Rẫy, hai là huyết học, còn không thôi là nằm tại đó luôn. Chứ nó không có chuyển là kiểu giống như là nó chuyển vượt tuyến, giống như mỗi lần là mình muốn nằm bệnh viện nào là nó chuyển bệnh viện đó, nó không... Không phải, nó không phải chấp nhận. Không phải vấn đề là mình muốn, do con là bệnh nhân của bệnh viện ông bố. Nhưng mà bây giờ nó không có chấp nhận, mà nó nói là bây giờ nó cứ chuyển lên Chợ Rẫy, còn ở Chợ Rẫy muốn chuyển đi đâu là chuyện của ở Chợ Rẫy. Chứ nó không có chuyển được như vậy. Cái tuyến của nó là chuyển chỉ hai bệnh viện đó. Còn thôi là mình nằm ở đó mình vô máu luôn. Còn ở trên bệnh viện ở trên đây. Con giở chân cho mẹ Bình coi coi. Hiện tại là có những cái dấu hiệu bầm... Bầm nhỏ nhỏ vậy nè mà. Thì thiếu máu mà em. Trên người có không? Dạ không, có trên chân với trên tay vậy. Chỗ mấy cái ven rồi mấy cái mạch máu nè. Dạ. Thôi, cố gắng lên, mẹ thấy khỏe gì đây là mừng rồi. Dạ. Ngon rồi. Nói chung là không có ai bỏ con, là tự trên đây mà đi xuống với Đồng Tháp thăm con được. Mình dạ. Mẹ đi. Tính ít hôm nữa là đi xuống thăm con hết chứ. Tiền bạc bây giờ nó dạ. Lẹ lắm. Tại con thấy hết thuốc rồi nên con cũng thấy khỏe khỏe nên con quyết định chạy xe máy lên. Giỏi, nè. Gan, quá gan. Chú xin nói nè. Cái tiền là con biết á, là chú xin đang giữ cho con. Dạ. Con có quyền yêu cầu là để mà nhận tiền. Dạ. Nhưng mà một mặt á, là cái khó xử của chú xin á, về cái cách để mà sử dụng tiền. Và dạ. Báo cáo là cái người mà gửi tiền cho con. Dạ. Khó lắm chị Bình. Đâu phải là một người mà gửi cho con 55 triệu đâu. Mấy chục người gửi thì mấy chục cái ý kiến nó khó lắm. Phải như một người đó, mình hiểu ý cái người đó thì mình có thể là xin sao sao cũng được. Nhưng mà mấy chục người người ta gửi cho con mới thành cái khoản tiền như vậy. Nhiều ý kiến lắm. Dạ. À. Rồi như vậy nha. Dạ. À, rồi thứ mấy là đi xét nghiệm? Chắc là mai cũng đi. Thứ hai chứ con? Dạ, thứ hai. Xét nghiệm xong là báo lại chú xin nha. Dạ. À, ví dụ như là có cần vô máu hay là không cần vô máu cũng phải báo nha. Dạ. Có số điện thoại không? Chú xin gọi điện cho ba con, chú xin hỏi thăm sức khỏe. Alo. Dạ em xin đây anh. Dạ. Đây có gặp Long rồi, Long có nói là anh nhập viện rồi, giờ tình hình ổn chưa anh? Nó cũng đã đỡ rồi. Cũng đỡ rồi ha. À, khi nào xuất viện anh? Dạ 3 bữa. Dạ. À, Long lên trên đây rồi em gặp thì Long nói là cũng có kẹt tiền đó, thì em có gửi cho Long 8 triệu đồng rồi đó nha anh, để mà Long nó lo trên đây nha, anh đỡ lo ha. Dạ. Dạ dạ. Với lại Long nói là ở trên đây ít nhất khoảng cả tuần nữa đó. À, để em báo cho anh luôn nha. Thì nó ở nhà thì thầy ra bữa cũng được, cũng như thế này, nhìn chữ mình. Dạ dạ. Dạ. Cái gì đó đo cho nó bỏ tập vào rồi ngoài. Càng ngày nó càng xuống. Dạ. Dạ dạ. Thôi vậy anh nghỉ ngơi đi nha. Em báo rồi anh như vậy thôi. Dạ. Rồi ví dụ là nó có kẹt thì cứ đưa nó đi chút cơm vậy nó ăn uống tùm lum hết. Dạ dạ. Dạ. Rồi dạ, giúp cho nó nghe được. Rồi rồi, anh tắt máy nha. Dạ. Dạ, cảm ơn nha. À, quên đó, dở cái bụng anh chú xin coi, bụng còn trương không? Cũng còn ít hả? Dạ. Có khó thở không? Dạ không. À, thôi chú xin về nha. Dạ. Có gì gặp lại sau. Dạ. Từ giờ cho tới tới đầu tuần mà đi qua, đi chỗ xét nghiệm đó thì có tính đi đâu nữa không? Dạ không. Còn Như nó có lên đây không? Dạ không. Con đi còn ở lâu nên con đi một mình. Thôi chú xin về nha. Dạ. Để cho chú xin mượn lại cái mic này. Dạ.
Cảm ơn cô chú anh chị đã quan tâm theo dõi nha. Thì cô chú anh chị hãy để lại ý kiến của cô chú anh chị trong cái việc mà GoFood gửi tiền cho cháu Long. Nếu mà mình có xử sự không đúng hay là như thế nào á, cô chú anh chị cũng để cái phần bình luận giùm em nha. Nhưng mà làm gì làm cũng muốn tốt cho cháu Long, và cũng như là cái cách mình sử dụng cái khoản tiền của Mạnh Thường Quân cho nó hợp lý ha cô chú anh chị. Dạ yeah. Thì thôi em xin phép em chào cô chú anh chị nha. Hẹn gặp lại ở những cái video sau.